chào các em. Chúng ta lại gặp nhau ở bài số 2, quan hệ giữa đường vuông góc và đường phiên và hình chiếu. Bài này là ở trang 57 sách giáo khoa, phần mình học toán 7 tập 2 nhé. Giờ chúng ta sẽ bước vào phần số 1 nhỏ, khái niệm đường vuông góc, đường phiên và hình chiếu của đường phiên. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ ra tâm tập dùm cho cô nha. Ta sẽ vẽ dùm cho cô đường hướng B nè. Một điểm A nằm ngoài đường hướng D. Mặt thước vuông góc để kẻ dùm cho cô một cái đường thẳng từ A vuông góc tới D và cắt đường hướng D tại điểm H. Sau đó chúng ta sẽ nhìn dùm cho cô nha. Đường thẳng AH chính là gì đây? Đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. Nhắc lại nha, đoạn thẳng AH là đường vuông góc kẻ từ A đến D. Còn điểm H được gọi là chân của đường vuông góc, hay còn gọi là hình chiếu của A trên D. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy một cái điểm B khác điểm H cũng nằm trên D, và chúng ta sẽ nối AB lại. Thì khi đó AB sẽ được gọi là một đường xiên kẻ từ A đến đường thẳng D. Một đường xiên kẻ từ A đến D. Còn cái đoạn HB á, thì được gọi là hình chiếu của đường xiên A trên đường thẳng D. Nếu như bạn mà chưa có hiểu rõ lắm thì chúng ta có thể tưởng tượng như thế này nữa nè. Nếu như có mặt trời ở phía trên đầu á, thì AB này giống như cái mái nhà vậy á. Mặt trời mà chiếu thẳng đứng vuông góc xuống mặt đất á, thì hình chiếu của A sẽ là H, và hình chiếu của AB là cái mái nhà. Hình chiếu là cái bóng. Cái bóng phía dưới chính là gì đây? Là HB. Vậy thì HB sẽ là hình chiếu của AB. Và các bạn có thể suy nghĩ như thế này: AH là đường vuông góc, H là chân đường vuông góc. Vậy thì đường phiên mà kẻ từ A, thì cái hình chiếu chúng ta sẽ đọc từ H chúng ta đọc ra. Ví dụ nè, đường phiên kẻ từ A là AB, thì hình chiếu từ H đọc ra là gì? HB. Đó cũng là một trong những cách để chúng ta nhớ nha. Thì tất cả những khái niệm này có nằm trong sách giáo khoa ở phần 3.đen, các em có thể viết vào trong tập. Còn chúng ta sẽ đọc, chúng ta theo dõi thêm một cái phần bài tập tương tự, đó là bài chấm thứ 1. Các em sẽ tự làm nha. Ở phần này thì khá là đơn giản thôi, nó cũng giống tương tự như cái phần hồi nãy mà cô vừa mới giới thiệu. Bây giờ qua phần số 2, quan hệ giữa đường vuông góc và đường phiên. Ở phần này chúng ta sẽ xem dùm cho cô chấm hỏi 2 sách giáo khoa nha. Từ một điểm A không nằm trong đường thẳng D thì ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường phiên đến với đường thẳng D? Thì rất là dễ mà chúng ta tìm ra được cái câu trả lời thôi. Đây, thì rõ ràng là từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng D, chúng ta chỉ có thể kẻ được duy nhất một đường vuông góc, nhưng chúng ta lại kẻ được rất là nhiều đường phiên. Vậy thì trong tất cả những cái đường này, đó là bao gồm đường vuông góc kẻ từ điểm A và những đường phiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng D, thì chúng ta thấy nè, độ dài của đoạn nào là ngắn nhất? Độ dài đoạn nào là ngắn nhất? Nhìn bằng mắt thường cũng có thể trả lời được, đó là chính là gì đây nha? Đó chính là độ dài đoạn AH, hay còn gọi là đoạn vuông góc. Như vậy thì chúng ta sẽ có được định lý thứ nhất: trong các đường phiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, thì cái đường vuông góc chính là đường ngắn nhất. Như vậy định lý này sẽ giúp cho các em trong dạng bài tập này, đó là dạng bài tập so sánh đường vuông góc với một đường phiên bất kỳ. Thì khi mà chúng ta đã biết được rằng đây là đường vuông góc, còn kia là đường phiên, thì chắc chắn đường vuông góc phải nhỏ hơn đường phiên. Chúng ta không cần phải tìm cái mối quan hệ nào hết, cứ dựa vào cái định lý này và trả lời luôn: đường vuông góc là phải nhỏ hơn đường phiên. Đây là cái phần chứng minh. Chúng ta có giải thích kết luận nha. Phần chứng minh thì cũng khá là dễ thôi, đó là dựa vào tính chất của bài cũ. Trong tam giác vuông AHB thì góc các bằng 90 độ là góc lớn nhất của tam giác, cho nên cạnh quyền là cạnh AB đối diện
và cái quan hệ mà cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn đó em. Do AB là lớn nhất cho nên AB nó phải lớn hơn AH. Chấm hỏi ba, đó là các em hãy sử dụng lý Pythagoras để so sánh đường vân góc AH và đường phi AB kể từ điểm A đến điểm B. Thì cái này chúng ta tự làm được trong bậc đi nhé. Ta tự tìm hiểu, chúng ta tự làm dùm cho cô. Tiếp theo, các em lưu ý dùm cho cô nha. Thì chúng ta có một cái lưu ý, đó là gì? Cái độ dài đường vân góc AH còn được gọi là gì? Khoảng cách từ điểm A đến đường B. Cái khái niệm khoảng cách này thì chúng ta đã có tìm hiểu ở những cái bài tập ở cái phần học kỳ 1 rồi. Khoảng cách là chúng ta phải vẽ vuông góc, nhớ dùm cho cô nha, khoảng cách là phải vuông góc. Thì ngược lại, cái vuông góc cũng sẽ cho được cái khoảng cách AH vuông góc với đường thẳng D cả. Thì AH sẽ là khoảng cách từ A đến D. Số bài nhỏ, các đường xuyên và hình chiếu của chúng. Bốn, sách giáo khoa. Chấm hỏi bốn, chúng ta có hình 10 để sử dụng lý Pythagoras để suy ra rằng nếu HB lớn hơn HC thì AB lớn hơn HC. Nếu AB lớn hơn HC thì HB lớn hơn HC. Và nếu HB bằng HC thì AB bằng AC. Và ngược lại, nếu AB bằng AC thì HB bằng HC. Các em tự chứng minh nha, tự suy luận. Đây, chúng ta sẽ đưa ra được những câu trả lời. Đó là gì? Nếu HB mà lớn hơn HC thì AB sẽ lớn hơn AC. Ta tự nghiên cứu nha. Đây là phần bài giải của tôi. Vì từ đó chúng ta rút ra được một cái là gì đây? Đường xuyên mà có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. Đó là đường xuyên lớn hơn thì hình chiếu lớn hơn. Và ở câu C, sau khi chứng minh xong thì chúng ta sẽ đưa ra được gì đây? Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xuyên bằng nhau. Còn nếu hai đường xuyên bằng nhau thì hai hình chiếu của chúng sẽ bằng nhau. Từ đó chúng ta đưa ra được cái định thứ hai của sách giáo khoa như thế này. Trong hai đường xuyên kể từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì chúng ta có thứ nhất, đường xuyên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. Đường xuyên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Và thứ ba, nếu hai đường xuyên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xuyên bằng nhau. Vậy thì từ định thứ hai chúng ta sẽ đưa ra được một cái bài tập. Đó là nếu như người ta yêu cầu mình so sánh đường xuyên mà chúng ta không có dữ kiện, không có số liệu gì để so sánh, mà chúng ta có được cái sự so sánh của hình chiếu, thì chúng ta sẽ từ cái sự so sánh hình chiếu đó chúng ta suy ra so sánh đường xuyên. Và ngược lại, từ cái sự so sánh của cái đường xuyên chúng ta sẽ suy ra được sự so sánh của hình chiếu. Hay nói một cách đơn giản là như thế này, nếu bài tập yêu cầu mấy em so sánh độ dài của hai đường, nếu như đây là hai đường xuyên chúng ta sẽ đi so sánh hai hình chiếu của chúng trước, còn nếu như đây là hai hình chiếu thì chúng ta sẽ so sánh hai đường xuyên của chúng trước. Okay. Số 8, trang 59, cho hình 11 biết rằng AB nhỏ hơn AC thì trong các kết luận sau, kết luận nào đúng và tại sao? Thứ nhất, HB bằng HC. Thứ hai, HB lớn hơn HC. Và thứ ba, HB nhỏ hơn HC. Thì như cô nói nãy đó, người ta đã cho mình là gì đây? AB nhỏ hơn AC. Mà trong cái hình vẽ này thì AB, AC được gọi là gì? Đường xuyên. Có nghĩa là đã có sự so sánh về độ dài đường xuyên rồi, thì từ đây chúng ta sẽ được quyền suy ra sự so sánh về độ dài của hình chiếu. À mà cái mấu chốt là gì? Đó là các em phải tìm cho đúng cái hình chiếu của AB trên
trên cái đường hẳn ngang mặt và hình chiếu AC trên cái đường hẳn này luôn. Thì để tìm được hình chiếu của đường xuyên á, đầu tiên các em phải tìm cho được cái đường vuông góc. Để làm chi? Mình xác định cái chân đường vuông góc. Thì ở đây chúng ta thấy chỉ cái mặt đường vuông góc thôi, đó là gì đây? A, H. Vậy thì chân của đường vuông góc A là ai? Là H. Vậy thì đường xuyên AB cô đọc cái hình chiếu sẽ đọc từ chân đường vuông góc đọc ra. Đúng ra là chúng ta có thể đọc ngược lại, nhưng mà để cho mấy bạn mà chúng ta chưa có nắm chắc bài để có cách tìm thì đây là cái mẹo của cô chỉ thôi, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phải đọc từ chân đọc ra nha em. Bạn nào thấy được thì rất là tốt, bạn nào không thấy được có thể theo cô nha. Đường xuyên của mình là gì? Là AB. Chân đường vuông góc là H. Thì đọc từ H đọc ra chúng ta sẽ đọc là gì? HB. Có nghĩa là gì? Hình chiếu AB chính là HB. Và tương tự hình chiếu AC thì đọc từ H đọc ra đó chính là HC. Cô đang có là gì đây? AB nhỏ hơn AC. Vậy HB sẽ nhỏ hơn HC. Có nghĩa rằng câu C là câu trả lời đúng. Như vậy thì chúng ta sẽ đến cái bài đề 1. Ở cái phần lý thuyết đó, là các em học dùng cho cô cái định lý 1 và định lý 2 nha. Cũng khá là dễ chứ. Định lý 1 và định lý 2. Định lý 1 đó là trong tất cả các đường xuyên như đường vuông góc kể từ điểm ngoài đường thẳng thì đường vuông góc sẽ là đường ngắn nhất. Còn định lý 2, cái đường xuyên lớn hình chiếu lớn, đường xuyên nhỏ hình chiếu nhỏ. Hình chiếu lớn đường xuyên lớn, hình chiếu nhỏ đường xuyên nhỏ. Nếu hình chiếu bằng thì đường xuyên bằng, còn nếu như đường xuyên bằng thì hình chiếu bằng. Chúng ta có thể nhớ những cụm từ như thế thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ học thì chúng ta sẽ nhớ chắc bài hơn. Đó là tập 1. Hãy điền đúng sai vào ô trống tương ứng cho mọi ngôi sao. Rồi chúng ta có hình vẽ nha. Một, đoạn thẳng BH là đường vuông góc kể từ điểm B đến điểm A. 2, đoạn thẳng AH gọi là hình chiếu của đường xuyên BA trên đường thẳng A. 3, từ một điểm B nằm ngoài đường thẳng A có thể kể được vô số đường thẳng vuông góc và đường xuyên đến đường thẳng A. Và 4, đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu AB trên đường thẳng HB. Thì để làm được bài tập này á, đầu tiên các em phải xác định cho được đâu là đường vuông góc, đâu là chân đường vuông góc, đâu là đường xuyên và đâu là hình chiếu đường xuyên. Thứ nhất, đoạn thẳng BH là đường vuông góc kể từ điểm B đến điểm A. Đúng không em? Chính xác. Thứ hai, đoạn thẳng AH gọi là hình chiếu của đường xuyên BA trên đường thẳng A. Chính xác. Từ một điểm B nằm ngoài đường thẳng A có thể kể được vô số đường vuông góc. Lưu ý nha, vô số đường vuông góc và đường xuyên đến đường thẳng A. Vô số đường vuông góc. Xác. Thì nhớ lại bài của mình là sao đây? Chỉ kể được một đường vuông góc mà thôi. Thứ tư, đoạn thẳng HB, HB gọi là hình chiếu của AB trên đường thẳng HB. Cái vấn đề của cái câu số 4 này sao đây ta? Trên đường thẳng HB nha mấy em. Nãy giờ chúng ta học là trên đường thẳng A là nằm ngang, nhưng mà bây giờ nè, đó là trên đường thẳng HB. Trên đường thẳng HB. Như vậy thì từ điểm A, từ điểm A mà chúng ta kể vuông góc đến đường thẳng B thì chúng ta sẽ thấy được đó là đoạn AH. Vậy thì chân đường vuông góc lúc này chính là điểm H. Thì AB lúc đó được gọi là đường xuyên. Vậy thì hình chiếu AB trên HB là gì? Là HB. Chính xác. Thì ở câu 4 là em không muốn được dễ nhìn đấy, chúng ta quay lại. Ta quay cũng tập hoặc là quay cái hình của mình nằm ngang lại, quay một góc 90 độ về phía bên cùng chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ thấy rõ rõ không? Đó, ta quay lại thì lúc đó HB nằm ngang cũng là dễ nhìn hơn. Thì A nằm ngoài, AH là đường vuông góc, H là chân đường vuông góc, thì AB như thế này được gọi là đường xuyên. Hình chiếu của đường xuyên AB chính là HB.
vậy thì tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thì phần tự luận thì các em nó sẽ là trình bày lại cái phần chứng minh chứng hỏi 4, học thuật định lý 1, định lý 2, đây là hai định lý khá là quan trọng nha. Rồi làm các bài tập 10, 11, 12, 13 trong năm 960 của sách giáo khoa. Cảm ơn các em đã theo dõi tiết học và hẹn gặp lại trong cái tiết học tiếp theo.